Chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Lão Hạc Cassette của em. Thì ngày hôm nay em làm video này để thông báo với các bác yêu đài Radio Cassette một tin cũng rất là buồn đối với cá nhân em và cũng là buồn với fan hâm mộ của kênh YouTube Lão Hạc Cassette đó. Thì đã trải qua một thời gian rất là dài rồi, các bác đã cùng đồng hành với em trong những cái chương trình mà em chia sẻ những cái video về các cái con đài cassette thời xưa đó. Thì cái ngày 13 tháng 8 vừa rồi là cái kênh YouTube cũ Lão Hạc Cassette của em đã bị YouTube xóa kênh đó. Thật sự em rất là buồn luôn, bao nhiêu công em gây dựng, bao nhiêu thời gian em làm cái kênh đó, em làm mất khoảng hơn một năm, và cái lượt người đăng ký và cũng như các bác yêu quý em đăng ký cho kênh của em là cái thời điểm bị xóa là 9.000 người đăng ký. Em gây dựng mãi, làm rất nhiều video mới được 9.000 người đăng ký, thì YouTube có xóa đi cái kênh đó của em. Thật sự là rất là buồn các bác ạ. Thì đây là kênh mới của em mới lập kênh này. Thì cũng rất là cảm ơn các bác đã trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ em. Thì chắc hẳn là từ ngày 13 tháng 8 vừa rồi các bác có lên mạng các bác tìm em nhưng mà không thấy kênh của em đâu. Thì bây giờ em đã quay trở lại đây và em lập kênh mới này, vẫn tên là kênh cũ là LHCS, từ cụm từ viết tắt của từ Lão Hạc Cassette đó. Thì các bác, em hy vọng rằng các bác lại tiếp tục ủng hộ em để em có thêm động lực để vượt qua những cái nỗi buồn vừa rồi đó. Thật sự là để gây dựng nên được một kênh YouTube mà tự mình gây dựng lên được 9.000 người đăng ký thì cũng mất khá nhiều thời gian đấy các bác ạ, và công sức. Em có đăng lên, các bác theo dõi video của em thì cũng các bác cũng để ý là em đã làm khoảng hơn 70 cái video về đài cassette đó. Thật sự để làm ra 70 cái video về đài cũng không phải là đơn giản, và chúng ta cũng sẽ bỏ ra một quãng thời gian rất là nhiều các bác ạ. Đó, thì bây giờ các bác lên mạng các bác lại tìm lại được em rồi. Em vẫn để cái ảnh đại diện cũ là hình của Lão Hạc và cái tên cũ là cái tên LHCS. Và em cũng xin thông báo một điều là tại sao kênh của em lại bị xóa. Đó chính là trong quá trình làm video cho các bác để phục vụ kênh hay hơn, để phục vụ những video chất lượng cho các bác, em đã sử dụng những cái bản nhạc mà có bản quyền của các cái trung tâm làng văn ACA, ví dụ như là các cái bản nhạc của Tuấn Vũ, Hương Lan rồi là Đôi Bóng. Nhưng mà em cũng cảm thấy rất là vô lý khi người ta cho mình sử dụng rồi nhưng mà người ta cũng có cảnh báo là việc sử dụng không gây ảnh hưởng gì đến kênh, nhưng rồi cuối cùng vẫn vi phạm bản quyền và kênh vẫn bị xóa các bác ạ. Thật sự rất là buồn. Thì kênh LHCS cũ của em mới được bật kiếm tiền. Thì khi các bác xem video, các bác có thấy những cái quảng cáo thì các bác hãy click vào những quảng cáo để ủng hộ em. Thật sự là làm YouTube rất là khó khăn đấy các bác ha. Để quay được cho các bác xem những cái con đài này là cũng quả là một vấn đề. Nói chung là em đã bỏ ra công sức và thời gian của mình rất nhiều, dành tâm huyết cho các cái video đó. Và nếu các bác có ủng hộ em thì các bác hãy mua một vài những cái cuốn băng cho em thâu ra đó. Em thì nghề chính của em làm thâu băng cassette, thì các bác hãy có cần băng cassette thì các bác cũng liên hệ em, và các bác có cần mua những cái đài cassette thì các bác cũng liên hệ em đó. Thì mục đích em làm video này cũng chỉ để muốn nhắn nhủ đến các bác, các fan của kênh Lão Hạc Cassette là các bác hãy tiếp tục đăng ký kênh cho em đó, để em có nhiều động lực để em tiếp tục lại làm video, em tiếp tục đấu giá đài bên Nhật Bản về để em quay cho các bác xem đó. Thì nói chung là trong những cái ngày vừa rồi, những cái ngày mất kênh vừa rồi, em thật sự rất là buồn. Kênh của mình, thứ nhất là kênh của mình được rất nhiều đề xuất của YouTube, cái thứ hai là được rất nhiều các bạn, các bác yêu đài cassette là quan tâm đó, cũng các bác cũng bình luận rất là tích cực, rồi các bác kết bạn với Zalo của em cũng nhắn cho em những cái lời động viên rất là chân thành, và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác
đã luôn đồng hành cùng với kênh YouTube Lão Hạc Cassette của em trong suốt thời gian qua. Đó. Thì bây giờ thì thôi, kênh thì mất rồi, nhưng mà bây giờ em sẽ làm lại tất cả các video, có thể là đăng những video cũ và làm thêm những video mới ở cái kênh YouTube mới này các bác nhé. Đó. Thì một lần nữa em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác yêu đài radio và cassette toàn quốc nhé. Và cảm ơn các bác thợ chơi đài cũng đã mua đồ ủng hộ bên trung tâm thâu băng Lão Hạc Cassette em trong suốt thời gian qua. Đó, thì số điện thoại Zalo của em vẫn là không đổi các bác ạ. Em vẫn dùng số điện thoại cũ và vẫn lick Facebook cũ. Lick Facebook cũ của em là Lão Hạc Cassette và lick Zalo vẫn là Lão Hạc Cassette. Số điện thoại là 0772 323 022 các bác nhé. Số điện thoại của em vẫn vậy, 0773 à 0772 323 022. Đó. Thì các bác nào trước đã từng đăng ký kênh của em rồi thì các bác hãy tiếp tục qua kênh này đăng ký giúp em để em có thêm cái nguồn động lực em làm nhiều video hay cho tất cả các anh em chơi đài radio toàn quốc để có một cái nhìn khái quát nhất trước khi các bác chọn được mua được những chiếc đài ưng ý nhất đó. Và đến đây em cũng không còn gì để chia sẻ với các bác nữa. Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhá. Ngày mai em lại tiếp tục ra video nhá. Cảm ơn các bác. Chào các bác nhá.